Bên đây nè con. Nè, cho mình tơi nè, mình tơi cái này nè. Lá thôi hả? Hai lá thôi, hai lá to đùng thôi nè, nè. Đây. Ừ. Cái cá. To. To đùng luôn hả? Ừ. Rồi. Để mình tin vô chậm. Đây nè, đây đi, con hái đây đi nè. Lá nhỏ không? Lá nó non, mấy lá kia vàng. Wow, bên đây lá to đùng nè. Đó. Ừ. To hả? Nó trèo lên vậy là cái mài của cha rồi kìa. Hái đi bạn Tiên, hái đi bạn Tiên. Để lên mặt con coi Tiên. Cả cái mặt con luôn á. Bự hơn mặt Tiên luôn á. Kín. Phủi ra, phủi ra, phủi ra. Dẹp cái lá đi rồi phủi. Dẹp lá đi, dẹp lá vô rổ. Đúng rồi. Ừ. Này. Quạt được luôn đi, quạt cái tiên. Rồi đẹp, dẹp vô rổ đi, hái lá khác. Đã hơn. Đã. Rất bơ. Ừ. Lá bự này cũng được. Bự bằng nằm tiên. Ừ. Cây cao hả chim? Ừ. Vô, bỏ vô rổ. Mẹ nó con đỏ gì vậy? Mẹ nó gì vậy? Mẹ nó à. Ừ. Nó sắp xếp lại hả? Mẹ nó sắp xếp lại coi nó có bằng nhau không? Rồi. Đá bự nữa đây. Ừ. Kiếm gì vậy? Mình kiếm lá bự con hái. Mày. Nhiều không? Nhiều. Nhiều đá. Được con hái lá nhỏ. Ừ. Lá nhỏ cũng được. Ừ. Đá này bự. Con hái nhiều rổ nè, rồi. Con hái lá này nè chị Trâm. Đây đây nè con. Đây nè hái lá này nè. Đây là rổ của xì châm. Đá cho mình xuống dưới. À, để mẹ dẫn xì châm lại đây cho xì châm hái nè. Nè xì châm con hái đây nè xì châm. Ừ. Đây. Kìa. Đây, ôi đã chưa. Ừ, hái nó đây mẹ cho đó. Ừ, đó, đây là rổ của anh Hai Tiên. Nhiều chưa? Nhiều. Đó. Thôi mẹ hái trên cao đây. Ừ. Mẹ nói để đi lát mẹ hái. Để đi lát mẹ hái. Hái ít thôi con, hái từng lá thôi, đừng hái ăn chùm gì nó sức ra luôn. Nó gãy. Chị Trâm sao con đỏ ở ngoài không chị Trâm? Để dưới. Đó, chị Trâm hái được lá bự rồi kìa. Của con, không, của con đây chị Trâm, khoe cho mẹ nghe chị Trâm. Nè con à nè rồi rồi cho chị Trâm bỏ vô. Ừ. Ngoài của con ăn nhiều nhất. Cho Tiên nhiều. Quê em à. Quê em ít. Bỏ vô rổ con đi Trâm. Rổ con đâu Trâm? Bỏ vô cái con. Yeah. Bỏ rổ anh hai luôn hả? Nè. Ồ, lá bự nữa nè. Cho con nào đá bự không vậy? Ừ. Tốt quá mà. Rồi, để con qua đây nha. Ừ. Mình đi đá nhỏ tầm 2 rưỡi á. Này các bạn qua đây với Tiên. Hai. Ừ. Chim hái đi con. Ừ. Hái đi. Chỗ con còn nhiều lắm, hái nữa đi. Chỗ con ít. Ừ.
Rồi, hái rồi bỏ vô rổ con nha. Đi chỗ khác, đi lại đây nữa nè Trâm. Trâm, lại đây nè Trâm. Theo anh hai hả Trâm? Rồi, Trâm đổ ra ngoài nữa rồi. Sao con đổ ra ngoài nữa rồi? May là có con bỏ chưa hả? Ở đây này đi. Để con qua đây trước, rồi con qua đó sau ha. À, con hái này trước. Con đi hái nữa nè. À, hái hũ con. Rồi bỏ vô vỏ nha. Con đinh hũ ơi. Không bao nhiêu điều hái như vậy. Cho nhanh. Anh người cùng hái đi nhanh nhanh rồi. Chị Trâm hái được cái trái Trâm chơi rồi. Dính tay à. Đưa tay mẹ coi cái chị Trâm. Chị Trâm. Nè 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 con nhìn tay con nè, sao? Ghê. Ghê hả con? Con làm gì ghê quá vậy? Không. Hơi hơi bự thôi. Hả? Con làm gì mà ghê vậy? Để trong hả? Trong hái mấy con này nè. Trâm hái trái cho Trâm dắt luôn. Bao nhiêu điều mùi luôn hả? Nè đi, đưa rõ đây đi. Rõ cái tim nhiêu rồi mà. Rõ cái tim rất đầy rồi. Còn hát chút thở hả? Bỏ vô rõ đi chị Trâm. Nè con, rõ con nè. Dạ. Nè. À, rồi giỏi quá. Nè. Nó xèo lên hình vào kìa. Ê, hai cái bự quá. Thôi mẹ hết cho ăn cái đá rồi dùng con trên bản thôi. Cái đá cao để cho mẹ hả? Con nhìn vô nó chết tành trên ra tành dưới nè. Đổ rồi Trâm. Đổ rồi Trâm.